Chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ quay cái ngôi chùa xinh đẹp ở Trà Vinh. Chùa này là ở huyện Càng Long. Ngôi chùa xây dựng thêm mới rất là đẹp và khang trang. Thì ở đây mình có nhận trồng cho chùa mấy chục cây, trồng một loại lớn. Năm nay quanh khoảng 50-60 mọi người. Sư cả chủ trì muốn đổi sala để trồng hồng nhung, tránh cái tình trạng rụng lá, tức là cây hồng nhung này cái khả năng rụng lá của nó rất là ít và nó có trái rất là ngon và thơm và nó có giá trị hơn. Và bây giờ thì mọi người nhìn thấy đây là những cái cây lớn cây bé mới được anh em mình trồng. Và khách tham quan cũng như là Phật tử đến chùa thì vài năm nữa sẽ thấy những cái hàng cây hồng nhung này nó phát triển đẹp. Và mọi người nếu có cái nhu cầu trồng hồng nhung để ăn trái hoặc là lấy bóng mát thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 085 465 8889. Cây này thì đặc sản của Sóc Trăng nha mọi người. Quê mình ở Châu Thành, Sóc Trăng. Số lượng cây của mình thì có nhiều và với những cái kích cỡ khác nhau. Và giá thành thì cạnh tranh nha. Giá rất là đẹp, để tốt. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình sẽ quay khuôn viên của chùa cho mọi người xem. Ngôi chùa này rộng, rất rộng đó mọi người. Những cây dầu, cây sao rất là nhiều. Đây là chánh điện của chùa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.